Cuộc đời và cái chết bí ẩn của Đại Cathay, ông trùm của những ông trùm của Sài Gòn xưa, theo Vi Tường, VN Express. Từ chú nhóc ngủ dưới hiên rạp hát, thủ lĩnh băng đánh giày, dấn thân vào chốn giang hồ giao búa để cuối cùng trở thành ông trùm của những ông trùm ở tuổi 24. Giới giang hồ trước năm 75 có nhiều giai thoại về các băng du đảng làm khuynh đảo cả giới chính trị, quân sự, trong đó phải kể đến bốn cái tên được mệnh danh tứ đại thiên dương là Đại Tỳ Cái Thế. Đại Cathay được xếp đầu do anh ta thống nhất giới du đảng khi tuổi đời còn rất trẻ. Có nhiều câu chuyện về kẻ du đảng này với nhiều tên họ khác nhau. Tuy nhiên, theo hồ sơ cảnh sát Sài Gòn, Đại Cathay tên thật là Lê Văn Đại, sinh năm 1940. Lúc nhỏ, cậu sống với cha mẹ tại khu vực Cầu Móng, quận 1, rồi chuyển sang đường Đỗ Thành Nhân, phường Khánh Hội, nay là đường Đoàn Văn Bơ, quận 4. Thủ lĩnh băng đánh giày thành đại ca giang hồ. Với bản tính ít nói và cực kỳ lì lợm, Đại bỏ học từ rất sớm, suốt ngày lang thang ở khu vực phía sau hội trường Diên Hồng, nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Công Trứ, quận 1. Lúc bấy giờ, ở góc đường có rạp chiếu bóng nhỏ tên là Cathay. Tại đây, Đại kết thân với đám nhóc bụi đời, làm đủ thứ nghề như đánh giày, bán báo, bán kem. Ngay từ nhỏ, Đại đã tỏ ra có năng khiếu du đảng khi thường xuyên luồn lách vào những sạp chợ, trộm cắp dưa, chuối về chia cho cả bọn. Nhiều lần ẩu đả với những bằng khác, Đại dẫn đầu nhóm đánh giày đánh thắng đám lớn tuổi hơn, nên giới bụi đời ngưỡng mộ, tôn Đại làm đại ca. Cái tên Đại Cathay theo tên rạp chiếu bóng ra đời từ đây. Hằng ngày, gã đại ca được hàng chục đàn em cung phụng. Mỗi sáng, Đại giao việc cho từng đứa đi bán báo, đánh giày, chiều chiều lại tụ tập chia tiền. Kể cả thủ lĩnh hay đàn em đều được chia bằng nhau. Nếu đứa bị mưa ướt báo bán không được, Đại lấy tiền chung bù vào. Vì tính nghĩa hiệp, ngày càng có nhiều trẻ bụi đời tìm về quy phục dưới trướng của Đại. Tiếng tầm Đại Cathay lan sang những khu vực lân cận. Năm 1955, khu vực rạp Cathay được chỉnh trang, không còn chỗ cho những đám trẻ bụi đời. Để tìm đất sống, Đại lấn sang khu vực cầu Ông Lãnh, khu dân sinh, cầu Muối, còn gọi là khu Da Heo, để làm ăn. Mặt nơi đây thuộc quản lý của Tám Lâu, đàn anh giang hồ chính hiệu. Hàng ngày, Tám Lâu và đám đàn em bậm trợn, lượn khắp nơi để thu tiền bảo kê, khiến các tiểu thương ai cũng sợ. Trong nhiều lần đụng mặt, gã giang hồ thấy thủ lĩnh đám nhóc đánh giày có gan gây sự với băng của mình là tỏ ra yêu mến. Hắn chiêu dụ Đại về dưới trướng bằng cách kết nghĩa anh em, giao cho nhóm một vài địa bàn quản lý. Khu vực Da Heo thời điểm đó thường xuyên bị nhóm giang hồ do Bé Búng cầm đầu ở quận 4 lấn sân. Tám Lâu ngại băng này, dịu quân số đông hơn, nhưng Đại Cathay tuyên bố cho tên cầm đầu nhập diện mới khống chế đại cuộc. Sau trận phục kích bị Đại đâm thủng ruột, Bé Búng phải nhập viện. Đám đàn em như rắn mất đầu, tan tác. Sau lần ấy, Đại chính thức lên nắm quyền thay Tám Lâu làm ông chủ thực sự của khu vực Da Heo khi chưa tròn 20 tuổi. Vị thế giang hồ đem lại danh lợi liên tiếp cho băng của Đại, nên chỉ đến năm 1963, Đại Cathay đã trở thành ông trùm khét tiếng ở Sài Gòn, bảo kê hầu hết các tụ điểm ăn chơi của quận 1, quận 2 và quận 3 lúc bấy giờ, như khách sạn, động mại dâm và hàng loạt vũ trường đình đám. Dựa thế đám du đảng, nhiều doanh nghiệp cũng tự nguyện tài trợ cho nhóm này để giúp sức trong những cuộc làm ăn, cạnh tranh, kinh doanh. Thời điểm này, ba tên tuổi khác cũng nổi danh ở giới giang hồ Sài Gòn chợ lớn là Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cái, Ba Thế, chọn bản danh là vũ trường Acristo, sau này là khách sạn Lê Lai ở quận 1. Ngứa mắt vì bị Đại Cathay nhiều lần lấn sân, chúng sắp xếp một cuộc hẹn để giải quyết một lần, nên mời Đại đến vũ trường để nói chuyện. Gạt qua lời khuyên của hàng loạt đàn em bậm trợn như A Chó, Hải Súng, Lâm Chính Ngón, Diệt Baker, Đại một mình đến vũ trường thương thảo. Vừa đến nơi sừng tên tuổi, Đại bất ngờ bị Ba Thế đá ngã xuống cầu thang. Bốn tên đàn em xông vào chém bằng mã tấu. Cố dùng chạy thoát, Đại mang nhiều vết thương và thề sẽ trả thù sau lần bị chơi bẩn này. Sau thời gian vài tuần, Đại gửi lời nhắn đến ba đại ca lúc bấy giờ, rồi một mình xách dao đi trả thù. Lần lượt từng người bị Đại phục kích chém thương tích, dù được bảo vệ của nhiều đàn em.
Sau lần này, để bảo vệ mạng sống, bộ ba Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cá và Ba Thế đã gửi thư xin lỗi, chấp nhận dưới trướng của Đại Ca Thay. Chú nhóc Đánh Dài ngày nào trở thành trùm du đảng khu vực Sài Gòn. Cái chết bí ẩn. Nổi tiếng một vùng, mỗi lần ra đường, Đại Ca Thay chễm chệ trên băng trước chiếc Mustang mui trần do đàn em lái, phía sau hàng chục tên khác phóng các loại xe Cobel, Bus, Trumi, Isia, Tháp Tùng. Sự ngang ngược, coi thường luật pháp của tay giang hồ trẻ cũng khiến nhiều kẻ tay to mặt lớn và cảnh sát tức giận. Nhiều lần bắt bỏ tù, nhưng Đại và đám đàn em không sợ, nên nhiều quan chức quay sang tìm cách mua chuộc anh ta về dưới quyền. Tuy nhiên, lấy lý do không thể làm cảnh sát để bắt những kẻ du đảng như mình, Đại khước từ lời mời làm đại úy, phó thị cảnh sát quận 7, của tướng Nguyễn Ngọc Loan, giám đốc nha cảnh sát Đô Thành. Không chịu khuất phục trước những thế lực lúc bấy giờ, Đại Ca Thay ngày càng ngang ngược. Trong một lần đối mặt với tướng Loan ở vũ trường có tiếng, Đại cùng đàn em công khai chống lại, ẩu đả với tướng cảnh sát và đám binh lính đi theo. Ngay sau đó, một cuộc chiến dịch bài trừ du đảng được triển khai. Rất nhiều đàn em của Đại bị bắt nhốt. Đại đứng ra mời đại úy Trần Kim Chi, đội trưởng biệt đội hình cảnh, để xin cho đám giang hồ được thả nhưng không được. Chừng nửa tháng sau, đại úy Chi trong lần đi ô tô công tác bị chiếc xe tải nghiền nát. Cái chết của viên cảnh sát làm dấy lên nghi ngờ, người đằng sau vụ ám sát chính là Đại. Vì lý do này, tên du đảng cùng nhiều đàn em bị bắt và nhốt tại trại giam ở đảo Phú Quốc khi mới 26 tuổi. Từ thời điểm này, không ai biết tung tích của Đại Ca Thay. Nhiều tin đồn lúc bấy giờ cho rằng anh ta được hậu thuẫn trong cuộc vượt ngục, nhưng một đội sát thủ của cảnh sát đã sắp xếp sẵn, kết liễu cuộc đời của gã giang hồ ngang ngược.